Hello, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình và mình là Zinky Gaming. Ok, thì như Riot Games đã thông báo thì đúng ngày 18 tháng 7 này sẽ phát hành phiên bản Clock Vetan. Vậy là chỉ còn một ngày nữa thôi thì phiên bản Clock Vetan sẽ chính thức ra mắt. Thì để chơi trên phiên bản này chúng ta cần phải fetch IP sang quốc gia khác. Những quốc gia có tiềm năng, Riot Games sẽ mở server riêng tại những quốc gia này. Cho nên làm thế nào để đăng ký cũng như được chơi thì chúng ta cần phải fetch IP. Ok, thì trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách fetch IP các đối với quốc gia, một số quốc gia có tiềm năng và Riot Games sẽ mở server riêng nhá. Rồi, thì để bắt đầu video các bạn nhớ bỏ vài giây ra đăng ký kênh giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Ok, thì để chơi phiên bản Clock Vetan thì các bạn phải fetch IP sang các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc hay là Brazil để đăng ký từ các quốc gia đấy để có cơ hội để chơi. Thì các bạn nên gõ cho mình cái từ Kiwi VPN này, sau đó các bạn tải về cho mình. Và sau khi tải xong rồi các bạn nhấp mở lên. Và mình đã mở lên rồi thì các bạn nhấp vào chọn. Thì các bạn lúc đầu vào sẽ không có điểm thì các bạn lên chọn vào bên này cho mình nhé. Rồi các bạn quay spin với lại login để có số điểm này thì nó mới cho các bạn fetch IP sang các quốc gia khác nhé. Rồi các bạn có vào chọn cái hình trên cùng dưới cùng này. Sau đó các bạn chọn cái quốc gia như ở video trước mình có nói, các quốc gia mà có cơ hội sẽ được Riot Games mở server riêng thì như Brazil, các bạn chọn nhấp vào Brazil nhé. Sau đó ấn từ kết nối. Sau khi kết nối xong thì các bạn thoát ra. Các bạn đừng xóa nha, các bạn thoát cái chọn chữ này thôi nhé. Rồi sau khi đó vào cửa hàng chat vào đây này. Và các bạn chọn nhớ là chọn tài khoản khác đi nhé. Đây. Ok, và giờ các bạn chỉ cần đổi tài khoản đi. Rồi mình sẽ đổi tài khoản đây nhá. Các bạn nhớ đổi tài khoản mới. Và chỉ cần gõ tìm kiếm Lost Mobile và các bạn chỉ cần đăng ký trước là được nhá. Đó, thì các bạn. Rồi, thì các bạn cách này các bạn cứ làm tương tự nhá. Ok, thì mình sẽ kết nối với quốc gia khác. Rồi, thì mình sẽ kết nối với quốc gia như Indonesia. Ok, để mình tìm quốc gia mà có khả năng sẽ được Riot Games mở server riêng. Ok. Rồi các bạn vào cửa hàng CH vào đây và chọn, nhớ là chọn tài khoản khác cho mình. Và sau đó là chọn Lost Mobile và đăng ký trước. Rồi, thì cách này các bạn có thể làm mà tương tự nhá. Rồi chọn các quốc gia nào mà như video trước mình có nói ấy, thì các bạn nhớ chọn những quốc gia đấy và làm tương tự. Thì ok, thì video mình đến đây cũng hết. Nếu các bạn cảm thấy hay cho mình một đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video.